Một năm trước. Bình Dương, ngày 5 tháng 4. Đâu phải ai cũng trúng không Mi á? Và bây giờ Tiết trúng số đầu. Ngày 2 tháng 6. Trúng nữa. Đài Bến Tre. Đậm hơn. Khoan, anh ai review nè. 815426. Đài Bến Tre. Rồi mẹ dọ đi, từ trên đến dưới chúng cái gì hả? 815426. 462. Nhật ký ngày 2 tháng 6 2020 nha. Bây giờ là 22 giờ 55. Không. Đó, hôm nay ba tặng quà cho Happy và mẹ nha. Ok. Bây giờ quà của Happy trước nè. Đó. Mẹ dò đi. À, kiếp vui vẻ. Mẹ dò trước đi. Diêu anh ơi. À, không biết. Có cần ai nghỉ bán không? Rồi. Tặng quà. Tại vì mẹ cái đi hơn kêu lâu quá không tặng cái nào trúng hết á. Nên là vui. Tặng quà cho con á của Happy á. Không, trị giá của Happy đã Happy mua cái gì mua. Sao? Ngày mấy? Bạc Liêu mà. Coi ngày chưa? Trời Cà Mau. Review nè, quăng nè nè, review nè, đâu ngày mấy tháng mấy nè. Nay ngày 3 hay ngày 2 vậy? Ngày 1. Trời, ngày 1 là ngày hôm qua. Ngày 1 tháng 6 của con, đúng rồi, của con đó. Ít chút số đầu. Ồ. Được chấp vậy. Đó của Happy nha. Đâu phải không? Coi đúng ngày chưa? Cái này có trúng con được thế, không có cho con chơi. Thôi đừng có đưa Happy cầm, cho Happy biết thôi. Có trúng được 100 ngàn. Yeah. Nè. Ngày 2 tháng 6. Trúng nữa. Đài Bến Tre. Đậm hơn. Khoan, anh ai review nè. 815426. Thôi con. Đài Bến Tre. Rồi mẹ dọ đi, từ trên đến dưới chúng cái gì hả? 815426. 462. Ủa, chút nè. Dễ bà. Bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Giữ là năm trước rồi nha. Thấy không không? Kiểm tra coi cái ngày coi. Nè. 15426 không? Ngày 2 tháng 6 nè, Bến Tre. Đó, xác minh ra đúng không? Ngày đúng rồi. Đó. Ngày 2 tháng 6 nè. Đây kiếm ủa thì 15426. 15426. 15426. Yeah! Lời hứa với mẹ đó. Đúng không? Xác minh ra đúng không? Chúng năm số luôn. 10 triệu. Bữa là chúng có 3 triệu, năm số 3 triệu. 10 triệu. Chồng biết vợ sẽ thích mà. Yeah. Trời ơi. Nhiều người có khi trong đời á. Trong đời người chưa chắc đã được một lần như vậy đâu nghe. Anh hai là còn có dễ nhất dễ nhì thôi đó. Bữa này từ giải ba xuống là trúng hết rồi. 10 triệu. Bữa 3 triệu nè. Nay 10 triệu. Ồ, năm trước là 3 triệu, năm nay là vậy. Không, anh hai sẽ tăng tốc lên từ từ. Tất cả các giải đều được rồi, còn mấy giải kia. Sau này giải 6 số luôn hả? À, giải 6 số, ok. Mục tiêu là giải 6 số nha. Như hôm qua em với chị hai có nói chuyện vụ trúng số. Ôi anh thám tử chẳng hạn có mấy bộ phim gì đó hài ra trúng số rồi có nào mình được không? Ồ trúng số thiệt. 10 triệu. 10 triệu Mi ơi. Có Happy trúng số đầu mà 38. Cái này nè. Cái này hồi sáng chồng đi qua mua bánh bao á. Cái chồng thấy cái người bán á, người ta năn nỉ cái hai chồng ủng hộ luôn. Hồi sáng này nè. Tờ 10 triệu này bánh bao á, nhờ mua bánh bao cho vợ với em Vàng á. Đó động lực. Hồi nãy. Mới thì luôn hả? Mới thứ thời nãy mới nhắn vợ đó. Hồi nãy nói tặng quà vợ lúc đó mới giờ xong đó. Trời vui quá à. Ăn mừng đúng chưa? Giờ tặng cho mỗi em cây kem đó nha. Rồi bắt đầu ngày mai mình sẽ đi review nha. Ngày mai sẽ đi review là cảm giác khi đi lãnh như thế nào nha. Năm trước là coi giải 3 rồi không? Kỳ này khác trước ha. 10 triệu. Trước là giải 4. À giải 4 rồi ha. Còn bây giờ là giải 3. Là trúng.
nhưng mà 1, 5, 4, 2, 6 thấy số 26 em nghĩ đi lớn. Rồi bây giờ Happy cùng ba mẹ đang đi đổi giải nha. À ở đây thì năm trước Happy cùng ba mẹ đổi giải tư rồi, bây giờ tới gặp hai chị đổi giải ba nè. Happy ơi, chuẩn bị đi đổi giải thưởng với ba mẹ nè. Bây giờ là 14 giờ ngày 3 tháng 6 2020 nè. Rồi bây giờ Happy cùng ba mẹ nè đi đổi giải nha. Số nào? Đó, ok. Rồi con đi lại, chuẩn bị đi lại đổi nha. Rồi đưa cho cô đi. Bến Tre ngày hôm qua mới đây, gần nhất. Cô ơi, kiểm tra giùm con đi. Cô ơi, 10 triệu. Cô ơi, 10 triệu. À, một tà là mừng lắm rồi. Chút nữa còn tờ khác nữa nè, mà đổi cái đó trước nè. Không còn tờ số đầu. Cái này lớn hơn thôi, để cho kiểm trước đi, số đầu lẹ dễ. Hồi tối quay phim á, số 38 của Happy đó, số 38 ngày mọc tay đó. Để chút nữa Happy đổi của mẹ đổi trước nha. Kiểm tra kỹ lắm á. Năm trước như vậy là tính phí là được đóng phí 100 ngàn. Chứ mà mua số ở đây thì trúng thì không có. À, chỉ số ở đây thì trúng là khỏi, còn không có thì 100 ngàn. À, rồi ngồi ghế đợi chút xíu nha. Tại giờ kỳ này trúng lớn rồi kỳ trước nên phải ra tổng bộ đem tiền xuống. Ok, rồi còn 9.9 triệu, phí 100 ngàn. Nó kiểm tra coi 9.9 triệu coi. Chịu rồi, tém anh đây. Đó. 6, 8, 7 triệu. 72, 74, 76, 78, 80. 80, 8 triệu. 4, 6, 8, 90. 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi 9 triệu 9 rồi, chồng tặng cho vợ yêu đó. Ừ, tặng quà là vậy đó nha. Ok, xòe ra là một tấm kỷ niệm nha.